Để có đây nó đi on lên Tao tầm hot rồi 4. đấy. Invite fan này. Thằng kia mày để on nick đi, mày để off nick thì sao tao biết là mặt mời. Em á? Ừ. Quên quên. Rồi. Hello anh ạ. Bạn bạn mới đâu? À, bạn em á? Ừ. Em thì có bạn. À thế à? Tưởng có mày có bạn gái. Em đâu bạn gái. Ừ. Anh để Bạn con gái thôi ấy. có anh ơi. Ừ. Đi vào nhá. Vào đây. Vào luôn lên đi. Ô. Chiều có ai khỏi chơi nữa mà nhỉ? Giấu ai hồi chơi. Có cái ảnh. À, bé anh. Tôi không chơi à? Ai biết Ai được. biết? Ngày xưa thì Ngày xưa thằng hỏi thì còn biết chứ bây ngày giờ xưa thì thì biết, bây giờ thì chịu rồi, chịu chết chết rồi. rồi. Yêu cầu không spoil nội dung game cho streamer. Đúng rồi. Mẹ thằng nào spoil tự mà tụt quần búng chim. Spoil spoil con Chơi game có spoil không? cạc. Sao lâu đấy? Anh vào chưa? Game mà trượt kinh không? Mẹ phần 1 ta trượt kinh mà. Để xem đoạn bằng giới thiệu mà. Nhìn cũng đẹp phết chứ nhỉ? Đẹp mà, đồ họa đẹp mà. Mà sao nhẹ nhỉ? Bây giờ game nó càng ngày càng càng nhẹ đi nhỉ? Nó kiểu nó tối ưu ấy. 8 ngày nữa thì nó lên khoảng 20 GB á. Lên cái đéo đi. Có thêm phần mới xem chính thức lên dưới 20 GB rồi. Bây giờ mình chờ lại đâu 8 GB thôi. Game này đang giai đoạn early access rồi mà. Nhưng mà game này chính thức chắc phải mất 5 2 năm. Mấy cái game kiểu này. Thì nó bảo tháng mình nữa cập nhật thêm đây. Kinh. Mình nhìn có vẻ ôi trời, nhìn đẹp đấy nha. Đây chắc là thằng Trung rồi, còn đây chắc là thằng Khánh này. Đâu đâu. Tìm một ai đó 31 tuổi à? Mất tích 31 tuần trước này. Edward Tìm Putton. ông đấy là tịch cái tập đoàn thì Nhưng mà ông ấy mất tích 31 tuần rồi. Chắc là mất tích ở cái này đây. Mình chắc là đội kiểu tìm kiếm. đòi đặc nhiệm à? Không, mình Tức chắc đội tìm là kiếm thôi. Đặc nhiệm đó rồi. tìm kẻ con cả theo mình nữa. À, cả bà vợ này, cả con gái này. Mất tích cả nhà. Anh lazy nhìn tướng ngồi bần đấy. Bật Khép đéo rồi. mép. Ngồi khép mép á. Phải Demon chiến đấu với quỷ dữ à? Chúng mày bị bắn chưa? Em bắn em xuống rồi. Chúng mày skip à? Không, ôi, em đâu skip đâu, em bỏ lên trên máy bay mà. Ta bị bắn rồi này. Thì game có bị to quá không em? Ui giời, thằng Trung này. Thằng Trung rơi này. Ôi giời ơi, bị Trung bắn rồi. đùi rơi chết mẹ Bị đất rồi. Úi trời ơi, còn bị cái cánh cửa rơi bắt đầu. Nghiện sắp nói thì ca anh cũng sợ, chắc trong người anh không chịu nổi đâu. Bậy nào. Em đang bị treo này. Ôi. Ai ai trong giả này. À.
Anh Đạt ông già đấy. Tao cũng không biết mặt tao như nào. Ông già lại 70 tuổi đâu kìa. Đây rồi. Em vẫn đang bị treo này. Lấy hết, không cho thằng Trung cái gì hết. Nào bao chơi em nào ạ. Bao chơi như nào đây mày. Bây giờ tao phải làm gì? Đúng rồi anh. À thằng Trung này này. Nó còn quạ đây này. Đây có phải thằng Trung không? Không không không, thằng MVP ấy. Hay là thằng chân chân của mình ấy. Cứu đó à? Cứu đi. Mày phê thuốc rồi. Vỡ hết tài. Này em bên này. Hello. Thằng Trung Bùi, thằng da đen à? Đây là gì? Nhìn như mấy người sáu mấy 70 tuổi vậy. Đúng rồi. Dạ thế. Dạ. Gì đấy, gì đấy, ai làm gì đâu. Ê á. Nhờ anh. À đi, có vẻ tắt chết rồi. Ờ, chết rồi. Thôi nha, mà không nghịch nhá. Đây đây, ai dưới anh là gì đấy? Không, cứu anh đi đâu đấy? Tao ta spam mẹ, cứu được à? Không rồi, cứu được mà. Spam có ở gần đây luôn không? Gần đây. Ê, gần chết rồi, đừng. Nào, nào. Ây da, chết rồi. Em trả dù cho anh rồi. Ờ, ta bị trói đầu ấy. Mặt phát cục máu. Ê, không ai đến chỗ tao đi. Ở nơi đâu? Không biết. Ở đâu? Nhìn trên bản đồ ấy. Không thấy. Thấy rồi, thấy rồi. Đây có đồ này. Ờ, à, ở đây có đồ mà không ai lướt à? Đứng đang đi. Nhầm anh ấy. À, uống máu lúc nào đấy? Anh mở ba lô ra. Ba lô lúc nào? Y à? Y. Cần một cái gậy, một cái đầu lâu, một cái dây. Mấy cái điểm mà đang tím về đất thì anh nét. Ta có gì này, cái đoạn sáng này anh là gì? Nồi cháy heo này. Có gì rồi? Bài đan này. Anh đi chung. Ăn đi không ăn đi. Sách sinh tồn này. Anh đi ăn đi. Này. Bây giờ phải làm gì hả Khánh? Bây giờ mình đi tìm mấy cái điểm này trên bản đồ với anh nhở? Mờ. Anh cũng mờ lên. Thực giữa để ok anh. Ok. Chỗ này cứ chém vào nhau ấy nhỉ? Ấn chuột giữa để phóng to nhỏ bản đồ.
Bây giờ đi ra cái điểm trước mắt gần nhất mình đi. Điểm xanh đúng không? Rồi. Đấy, chờ em với. Nghe con chết con mẹ đấy. Đường đi. Tây bay là bị bọn cổ dân nó đến nó phá nhà. Buổi tối là nó đến nó giết mình đúng không? Cả ngày cả đêm luôn. Bán này là nguyên ngày luôn à? Thế tìm một chỗ ở đấy để xây một cái bếp đã. Mà bọn này nó còn biết để ăn trộm gỗ của mình cơ. Anh chặt cây rồi, anh chặt cây. Anh ra biển nhặt súng đi. Bọn này chặt cây mẹ rồi. Nó bảo không spoil, nó phải spoil, nó phải ra biển nhặt súng rồi. Anh chặt cây thử đi, mẹ chặt cây nhìn thật cực. Biển đây là chỗ giá nào? Rồi xa đấy. Cây này nó rơi vào người nó chết không? Có mất máu em. Anh thấy xây ở cái con đợt suối được ấy. Nhả suối này luôn á. Gần nước. Gần nước. Đi đây coi nhiều. Chừng gặp nhện đấy. Cái béo nào. À chỗ này chỗ mình cướp mình rơi ra này. Ây da, chết rồi. Vứt này ra cái béo gì. Vứt cái gỗ mình đang vác ra kiểu gì. Giờ ấy rồi. Bây giờ thế á, bây giờ mẹ cứ ra cái chỗ ấy nhỉ. Cứ ra cái chỗ xanh trước mặt thôi. Để tính tiếp. Để xanh thử đi. Xà phết đấy, chồng mới rồi. Nào mọi người chờ em với. Đi nhanh con thủ dân nữa. Bóp chim nữa. Không hay nấm à? Ăn nấm được này. Nấm thử đây. Ăn cái nấm đỏ chấm trắng ấy, ngon cực. Tôi vừa ăn xong. Đầy thực luôn. Nhanh đi, tí cho anh ít. Có làm mới can anh ơi. Ôi, mọi người đi nhanh đấy. Đi ship mà đi. Ủa trên này cao đó. Ở có một cái trại tị nạn này. Có đồ đây này. Đâu đâu đâu. Về cho em này. Mới chơi đồ này. Máu cái kiểu rồi. Nhà đây. Mấy cái đấy quan trọng. Chơi khác chắc là quái nó khỏe và đang đau lắm. Mấy cái bảng mạch này để làm gì đó. Bảng mạch như phần 1 là để cái bom đấy. Này chắc thế. Trước mắt là mình cần ít dây và gỗ. Mới làm được một cuộn dây cuộn băng keo chứ. Thì thường gỗ nó để ở đâu đấy? Ở đây. Anh mở ba lô lên tích nó ở bên tay phải ấy. Dây thừng lúc mà anh rút nó ở đâu nhỉ?
dìu đá. Okay. Anh đang làm gì đây? Trong cái nó có một nó cho một cái rìu xịn mà anh không xài à? Cầm rìu đá nhưng đấy. Mà, nhưng mà nó yêu cầu mình cũng phải chế cái này để mở unlock. À hả. Đây là cái gì? Cái này chắc to đất đấy. Một người có thể cầm được nhiều đồ nhỉ? Đi, đi vào cái đấy đi. Ban ngày nhìn lúc nào để biết được chỗ đâu lúc nào tối rồi. À đây, giờ rồi đây. Mở cái điện thoại lên đi. Ờ, à, nó có giờ rồi. Đây 1 giờ, 3 giờ. Giờ là 1 rưỡi. Thùng na chết ra này, chả chết à. Cái này nó không cho đổi vũ khí nhanh. Mỗi lần mở ra là phải mở ba lô ra. Cái này uống nước là có bị cái đồ ba lô ấy, xong rồi ấn vào ấn dí nhiệt cái nút mở đồ ấy là nó cho đổ nhanh đấy, nhưng mà nó vẫn chậm lắm. Hồ quẻ là mọi người không nhặt à? Đấy, đang ở đây rồi nhưng mà sao không có cái gì đây nhỉ? Đây cái hàng này. Đó là không có gì để ăn đấy nha. Cái gì? Một cái lều. Cái hang hả? Hang ở đâu? Chui vào như nào? À, đây. Có đốm lửa không? Có bắt lửa ấy. Ấn chữ L ấy. L. L có cái bắt lửa ấy. Trong này có cái gì? Hang có thể là có quái ấy. Còn mẹ. Ông này ông dắt đi đâu ấy? Lẹt chết hết cái đám. Trong này có đồ này. Chúng mày cầm giáo à? Cầm giáo. Vâng, cầm giáo. Spear này. Anh không chế à? Mũi tên này. Giáo chế nhỉ đây. Cành cây với lại một cuộn băng keo. Anh cần một băng keo, hai stick đến con dao của anh nữa. Đây có máy in 3D này, để cái bi đục nước này. Chỗ này có xếp này. Xếp cũng được rồi. Nhặt hết, hồi của hết. Có gì hot vậy em? Bi đục nước. Cái này in được, gì? Đây in được cái bi đục nước này. Quan trọng mấy lúc của hàng cũng mấy lúc uống đâu. À, có cái chỗ này nó sáng quá trời sáng này. Trong bi đông nước vậy. Đâu? Anh nhặt ở bên. Đâu? À, đây này. Nhặt đi. Đây này. Ở trong cái máy in 3D này. Ấn nút gì? E để nhặt á. Không có. Có mà. À đây đây. Rồi. Chung cái này, cần... cái này đựng được bao nhiêu ml? Cái gì đấy, cái gì đấy. Như uống được 4 lần, thì sao? Ừ. 4 đến 5 lần. Ấy. Có lấy không? Có, anh lấy rồi. Đấy. Đấy, đang nhìn đấy. Đâu? Đang nhìn. Ok. Cái này thay đổi nút tắt kiểu đéo gì? Là sao? À, tức là cho vào ô cầm nhanh như nào, không cho được đúng không? Anh bỏ anh mở ba lô ra. À. Xong anh ấn vào cái ba lô ở bên góc bên trên ấy. Đấy, xong anh cho đồ của anh cần vào đấy. Xong lúc nào anh dí liệt, anh chuyển nút mở hòm đồ thành nút tab đi, ấn cho nó nhanh. Thì dí liệt nó sẽ cầm cái ba lô rồi anh cho vũ khí ở đấy. Bình thường cái nút đấy là nút gì? Nút Y.
đi ngắn không đi. bình thường cái nút cầm ba lô là nút gì? Bình thường nút cầm ba đô đó, là lúc là cái nút mà anh mở hòm đồ ra ấy. Nhưng mà anh dí liệt thì nó sẽ cầm ra. Thì em bảo để ra nút tab cho dễ. Hết rồi đúng không? Đi tiếp rồi. Cái này nó không, nó chỉ có bật lửa này có hết điện được không? Bật lửa này ấy. Hết ga đấy, cẩn thận. Đùa đấy. Có vải không? Vải mua stick là chế được cái đuốc ấy. Cái gì đấy? Cái kêu đấy. Nói chung ở đấy chứ. Nói chung ở đấy khéo bị giết đấy em ạ. Chờ em thấy em định chạy tới. Em chính là mấy cái nút không? Này, nghe nói em lấy thì tiền này nhận đi. Đấy, tiền bây giờ thì không có gì cả. Không có anh lấy gì thiết tiền nhờ nhặt tiền đấy. Không có thẻ, không thẻ. Thế phải đi tìm một cái thẻ đúng không? Đúng. Ở đâu đó thì mới không, vào lấy tiếp. Đúng rồi. Chào anh đi ra xe bay anh ạ, à, chứ để tối nó xuống chết đấy. Đi ra ngoài xe bay đi. Xe bay mà còn phải xe hàng rào á. Mấy giờ rồi nhỉ? Mấy giờ rồi nhỉ? Giờ á? Bây giờ sắp tối rồi đấy. 3 giờ chiều rồi. Buổi tối rồi đi đúng ra không? Xe bay lẻ lẻ thôi. Đi. Xây mẹ ở đâu đấy nhỉ? Xây chỗ nào mà gần nước, gần cây dễ lấy cũng được. À, hay chạy qua lấy khẩu súng trước anh. Đúng khẩu không? Súng của anh ở đây này. Đi, mà chỉ đường này. Anh thấy cái chấm than tím ở ngoài bờ biển không? Chấm than tím ngoài bờ biển. Đây. Có. Đi. Đây này. Mở cái điện thoại là lúc nào vậy? Mở. Ok. Cái thằng này nó đi theo mình thôi gì? Vâng, em đang để nó follow đấy. Tí xây nhà xây bay sai nó đi bê gỗ cho mình. Nó bị làm sao? Nó đi tâm thần à? Bạn này cũng có. Nó giải quyết cùng đội giải cứu với mình ấy. Nhưng mà đi lúc máy bay anh nó bị rơi xuống, nó bị thủng màng nhĩ đấy. Bạn này có người phụ quá. Bạn trước từ bê sắp mặt rồi. Mọi người bảo xây có là camping này thì đừng có xây nhà trên cây. Nó không leo được. Nó lên nó anh sang đi chặt gỗ nó ra, chặt luôn cái cây gỗ mà anh xây cái nhà trên cây luôn. Nó ngu lắm. Rồi, báo. Báo phết nhỉ. Bơi ra đấy à hay gì? Bơi anh, ở có cá mập đấy nha. Cá mập thế chúng mày bơi tao canh cho. Nó mồ nó cắn có phát nhưng mà hát này không biết nó cắn mấy cá. Có mấy con luôn ấy. À, cái anh thấy cái xuồng cứu sinh rồi kìa không? Xuồng cam cam đấy gì? Đúng rồi. Một thằng liệu có lút được hết đồ không? Anh thể ra đấy thì anh mới lút được súng của anh chứ. À thế à. Đi phải đi rồi. Để đi, bắt được đi. Chờ em với. Tạm thời đêm nay anh em ta đứng ở bờ biển đi nhỉ? Biển á? Chứ còn đường đêm nay tạm thời cắm trại ngoài biển đi. Xong rồi mai, sáng mai đi tìm một chỗ nào đấy. Nhạc cháy ấy. Cầm con dao. Mày nó mặc đến tập xiên ra một cái. Hình như là không lúc, anh lúc đồ này. Mỗi giờ... người là lút riêng đúng không? Mỗi người lút riêng này. Không chung nhau. Người bây giờ mình lút đây rồi mà ai vào sau là bị lỗi anh. Không lút được luôn. Mở. Fizzy Energy Drink now in 3 new flavors: Thermal Grape, Bloody Banana, and Chillin' Cherry. Blast off with Fizzy. Thôi đừng bẩn dạng em ơi, anh dễ bị bẩn kiểu. Em tắt mà. Phá đi, anh phá đi lấy cái gì nhỉ? Cái mẹ. Bật lên được.
đến đây sắp tối rồi đấy, 4 giờ chiều rồi đấy. Đi ra để đi anh. À, tối nay có thịt chim ăn rồi này. Về đây thôi. Đập cái đai ra bằng này. Game này bắn phải tiết kiệm như mẹ cái ông xả như là gì thằng đó có à, con nào cũng to nhẵn xài súng như anh ạ. Anh đang chơi rồi, đây anh đang bị bắn chết rồi. Bơ về rồi đi. Hết rồi đúng không? Không phải rồi. Đúng rồi. Ui, có bọc ở dưới này. Súng đâu? Súng ở đây đấy. Đâu, em có thấy đâu. Có súng nhìn đấy mà. Nhặt khẩu lục đấy. Ok em coi coi kim khẩu súng bắn tỉa đấy chắc. Anh thấy cá mập rồi nhưng mà nó có vẻ nó không đuổi mình. Khẩu của mình đỏ anh nó có đuổi đây. Mà con đấy không có cá mập. Con đấy là cánh sát thủ. Nó là cá mập. Cái xác ở trên bờ là cái heo sát thủ mà. Tối có gì ăn không? Em có hai miếng thịt. Hai thịt chim này. Ở đây em có mấy cái chỗ như kiểu đốm lửa này, có đặt cắm trại được đây không? Anh em ta đêm nay cắm trại ngoài biển biển thôi. Này có thịt rùa này. Đấy, xẻ đi. Có cho được nhau đồ không? Cái mập được. Anh em ta xẻ cùng đi lấy đồ cùng này. Em ơi, em đi. 1, 2, 3 cùng ấn đi. 1, 2, 3. Cái không bị mất à? Một người xẻ thì chỉ được một thôi, còn nhiều người xẻ thì được nhiều hơn đấy. 3 miếng thịt. Để em làm đống lửa. Đây là... Anh sai, Kevin dựng lều đi, nó dựng lều được đấy. Kevin cái pin đi, cái thằng đấy Bùi Đình lửa setter em sai làm dựng lều ấy, em đốt lửa lửa kìa. Nướng có tí được rồi à? Đổi màu anh ơi, nó phải đổi màu nhá. Mày dựng cái lều cũng kỳ công hết chứ. Dựng một góc là được rồi, dựng một góc là cũng lưu được rồi mà. Ơ, ai kìa? NPC đi anh, cái con đấy như là đứa con gái bị mất tích đây. Nó bị làm sao đấy? Nó bị đột biến, chỉ chín rồi kìa anh ơi. Ra đây.
đừng 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 giết nó nhá. Nó làm sao đấy? Sao nó lại có tay chân kiểu dị dạng này? Vài bữa nữa mình nó quen với mình rồi, anh còn đưa súng cho nó được cơ mà. Nó chạy rồi. Ờ. Kệ đi. Giết nó là chết rồi. Bị đi một cái em đi khác ạ. Em cái mang thì sóng rồi. Ui giời ơi, cái thằng này. Đi được chưa? Thôi rồi. Em lưu này. Rồi, chết. Ăn miếng thịt đã. Cái thịt này có còn cắn không? Nó đổi màu là đổi màu nhờ. Được. Nó để được bao nhiêu lâu? Em cái này thì em không hình như được mấy ngày nào. Nướng lên được mấy ngày. Không thấy ghi ngày chết. Bây giờ là mấy giờ rồi? Bây giờ là 5 giờ chiều. Ngủ đi cho đỡ gặp quái rồi. Anh em ta ngủ đi. Ăn đi xong rồi. Ăn rồi. Còn 3 thằng gì? Quấn cơ. Đây, ăn phát là no luôn rồi. Để dành mai mà không được, mai ăn một miếng thôi. Rồi uống miếng nước đi, nước biển uống được không? Ngoài đó uống nước biển không? Ồ, xin. Nước biển uống thì đéo được, thằng gần áo à? Cảm ơn. Nước đâu nhỉ? Nước suối đi, như đầy. Đi. Đi. Có nước có suối gần đây mà. Ngủ đi em ơi. Nào đứng ngoài đây. Ok anh ơi, ngủ rồi. Sao đi bằng ngủ nhanh thế à? Ơ, sao sáng vậy cái tay em nó bị diễn hay gì ta? Rồi, qua bờ đêm rồi, anh em ta chui vào chỗ nào bây giờ nhỉ? Tìm chỗ ấy thôi anh. Lấy lại cái bạt này đi. Rồi, lấy đây đi. Lấy rồi. Bây giờ đi vào cái chỗ... Kiếm chỗ xây bay đi anh. Đi vào cái chỗ gần cái chấm xanh lá cây ở chỗ hồ nhá. Xây cái bê ở đấy. Kiếm cái hồ nước ngọt đấy. Đấy, hồ nước ngọt đấy. Ờ, thẳng cái hồ mà ở giữa nhiều điểm anh, cái chấm xanh ở giữa nhiều điểm ấy. Để mình đi được nhiều ấy. Chấm xanh này ở này. Giữa. Ờ, cái chấm xanh ở giữa cạnh cái hồ ấy thấy không? Có cái hồ ấy. Đấy, chấm xanh chậm giữa cái hồ này. Ở đấy mình đi được nhiều, gần. Con này là đứa con gái mà mất tích đúng không? Đúng rồi, con Virginia hay sao á. Ừ. Giống mà. Ô, đừng xiên nó nha. Không. Tiền giấy đốt là cháy. Tiền trong này dùng để mồi lửa. Anh đứng mồi lửa, anh ném lửa giống như cái thằng đầu bếp đi mà cắt muối ấy. Ừ. Thể lực làm nào để nó hồi đấy? Ờ, phải uống nước để ăn. Ra uống nước tiện múc luôn là bia uống nước này. Ừ. Với lại ngủ nữa. Múc vào cái bia uống nước, múc kiểu gì đây? Anh cầm cái bia uống nước ra ngoài. Ừ. Có cái xuồng này có gì không? Cái mai rùa đỡ hứng nước mà đúng không? Phần một hứng nước, phần này để trượt trên đỉnh núi tuyết xuống mà. Vậy làm ván trượt à? Rồi. Uống nước kiểu gì đây? Nhìn dưới nước mà uống à? Em không uống được. Lấy mua một bi đông nước đi. Bỏ cái giáo đi. Trong cái giáo không có được đâu. Ủa? Nãy ai cho thằng Ken Vin follow chưa? Chưa. Công việc đấy của chú mà. Dạ. Chúng ta follow nó đi chung. Rồi có biết đâu, bỏ cái giáo ra kiểu gì đây? Ấn G. Ok. Nói đâu? Nó ở chỗ vừa rồi ấy, mình ấy. Rồi phải chạy lại à? Mấy ấy đó lên xong để anh đi tìm chỗ xe bếp cho. Xe máy không? Có. Đợi nhà phải Nhật nhá. Bây giờ lỡ đi mà em gặp tụi kia là sao? Yêu kia chết à? Ai đi?
phần 1 có mấy cái máy bán hàng đút tiền vào để cho đồ ăn của anh biết cả không? Không biết. Hình như là phần ăn không có đâu. Vì cũng có thể là có đấy. Còn đấy ba chân. Ba chân ba tay. Cho nó follow kiểu gì đấy. Không cần e vào nó. Không e vào nó. Có hiện ra cái mảnh giấy chọn follow. À ok ok ok. Đi anh ơi. Đi lẹ nào. Còn quá tới bây giờ. Ờ cái gì nhỉ? Cái này có bị nặng ba lô không? Nó chỉ full thôi anh ơi. Ờ nó không bị nặng chậm chậm cái gì? Không không, anh cứ nhặt mắc đi. Cần cứ đấy. Mỗi món nhặt mắc hết nhỉ? Ừ. Hợp lý đấy. Tao thấy cái trò mà nhặt đầy xong rồi đi chậm khốn nạn cái đấy. Giống như Van Halen đi. Ờ. Em chịu quá. Chả là cứ cái gì. Thế ra cũng bình yên nhỉ, chưa thấy có gì cả. Trò này chỉ vào mấy cái hang hang ở kinh bảo mẹ. Bắt buộc phải đi vào hang mà anh. Ừ đấy. Lên trên đi anh ơi. Đấy là dưới chân tháp. Chạy đi chung ơi. Nhiều Minh nó chưa thấy em. Đừng té đây. Mình xây cái móng đi. À, đằng kia xây đi, anh xây đây, gồ ghề con. Xây ở chỗ nào bằng phẳng này. Ê, 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 bấy, 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 đừng ách, đừng ách. Hết hồn, nó đứng sừng sững sau gốc cây này nè. Xây đây nhanh nhá. Ôi, đông thế, đông thế. Ui, cái, con này là cái ui quái vật đây em ơi. Cậu quái này đây. Ba con kìa. Bốn con. Giết được bọn nó. Được. Nhưng mà xây cái gì xếp ở đây đi. Kìa là sau lưng anh kìa. Không nhìn thấy mình thì phải. Đại tướng quân mà ra đây rén đấy. Mẹ mà đại tướng quân đứng trong trướng chỉ huy chứ đéo ra đây đánh nhau. Bây giờ anh sai mày ra đánh nhau mày đánh nghe. Anh ra đi, anh tướng quân phải cầm đầu với chứ. Đúng rồi, tướng quân cầm đầu ra đánh đi. Tao kiểu trời. Tao kiểu mà từ đấy nói. Anh là một chấp. Em nghe nói anh là một chấp 10 mà. Ừ. Bè dầm bè con quái tao này cái gì đó mà đồ đông đao trong tay chứ cánh diều về là mình đéo này. Nữa ra kìa, nữa ra kìa. Mẹ một con khỉ này. Sợ gì nó anh, không sợ đâu. Rồi. Uống ăn đi. Đâu rồi? Đâu à? Trong rừng này. Ở trong này. Ô, này nó trèo mẹ ăn cây kìa. Ờ, té này, chỗ này đi ăn té này, té đi. Nó nhảy xuống kìa, nó nhảy xuống kìa. Khỉ này, khỉ này. Rồi, cứ ra chỗ kia xe đi, kệ mẹ của nó. Đi đi, để đi ăn đi. Cái này bọn nó có cây, bọn nó có đá, là, bọn này là người vượn à? À, con sóc này. Dưới sóc này thì đâu? Nó chạy nhanh quá. Xây đâu anh? Xây chỗ nào gần gần rừng một tí, đừng sao quá, ở đây luôn đi. Xây ở gần rừng làm đéo gì? Xây ở trống này, ai mà đi lấy gỗ sao này được anh? Con nhìn nó cười hả? Xây đây nhá, để em sang cái video đi chặt gỗ. Ờ. Anh cứ đứng kia đi. Lão này nhờ với anh em tôi này. Không nhờ. Đuổi nó, đuổi nó. Tại sao lại sao anh ơi? Chạy rồi anh ơi. Mình sẽ thịt con này. Có gì không? Thế thì nó là người, thằng này là người đấy chứ. Đốt xương nó... Đốt nó lấy xương được làm giáp. Ê, à, kinh kìa. Cái đi.
Sao tôi xin thịt đó? Chặt chân được nó. Nó chặt ra hoặc là đốt lửa, đốt chặt ra thì lấy thịt ăn, hoặc là ném nó vào đống lửa đốt thành xương à? Chặt được chân đây này. Cầm cái chân đi nướng nha nè. Ăn thịt tí hồi đầy nhanh lắm anh. Thịt này có bị ngộ độc không? Không không, anh nướng chín là được. Nhưng mẹ anh, em cho anh cái chân này, cái đùi này. Đó, chân này thằng kinh vãi lên. Đâu tôi vậy? Mày cất vào ba lô rồi. Oh shit. Cái đầu luôn. Chặt được đầu à? Mẹ à chặt cái chân quấn được này. Lấy chân đánh được này. Sợ nhớ chịu được. Mà cái game này kinh vãi lên. Còn cái thân này anh không lấy luôn à? Thôi. Nào kinh đó. Từ nước có gì không? Có lặn được không? Có lặn được anh. Nhưng tớ thế. Nhá. Thì chứng tỏ trong hồ này sẽ có cái gì đấy. Bây giờ sẽ biết như nào? Bây giờ xây một hàng rào đi anh, xây hàng rào xung quanh đi. Anh bao vòng quanh đất lại, xây nhà sau. Còn này. Trời ơi, em ăn sống tay nó luôn rồi. Ăn sống đi chừng nhiều. Oh shit. Hình như không bị trừ gì sao ấy. Mất hết một thanh một tím tím chỗ cái mấy giấc ngủ ấy. Cái gậy cái đầu lâu cái dây thừng để làm cái đéo đi. Cái gậy cái đầu đấy là để đánh đánh chế thành vũ khí đấy. Đồ. Kim đầu. Tiếp. Bây giờ mà xem phải móng trước đúng không? Những cái cây gỗ trong này mình chặt được nhiều nhiều cạnh luôn nha nè. Ờ đúng rồi. Anh trồng hàng rào xuống thì anh còn phải đứng đứng trẻ ra như thế. Không phải trẻ như thế đâu. Mày xây cái nhà nó có cái móng đôn lên ấy, chứ đừng xây nó sát đi đất. Xây xây cái nhà có móng. Đây là hàng rào nó còn lằng nhằng như thế này, chống từng cây xuống một. Xong anh chặt đây này, chặt này nó thành răm nhọn thì bọn nó không leo rồi. À, vậy là mới làm được hàng rào à? Đó, đúng không? Kỳ công kỳ hết công nhỉ? Thế nhỉ? Chân thật. Bây giờ anh chỉ đạo thằng 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 Miu, thằng Khánh đi chặt cây, vút nhọn. Thằng Trung thì xây cái nền cho anh. Thằng B, xong rồi ấn B đi, xong rồi ấn dính diện tích ấy, nó sẽ đổi sang cái phần để xây nhà đấy. Nhưng mà đừng xây xây nhà sẵn nó dùng cái chuồng xím lắm anh ạ. Mình tự xây à? Tự xây thì khỏi được cái sổ đấy. Thế nhưng mà trước mắt đó. Là xây được cái chỗ xếp trước không? Chỗ xếp thì bây giờ anh chỉ dựng cái bàn thôi giống như lúc nãy. Cái nhà này có xếp được không? Oh, có mấy cái ghế mà đào lâu anh. Kiểu bé vườn vải. Nhà không xếp đâu. Nhà xong rồi vẫn phải xây một cái giường ở đấy mới xếp được. Đó, thế xây giường ấy. Nhanh lên mưa rồi này. Xây đi không tìm được đến đấy. Cái mảng xây nhà là em hơi bị ngu nha. Không phải xây nha. Đi xây hàng rào thôi. Mà xây hàng rào đi, mày cắm cho tới tận đường bờ biển đi. Cắm cho nó đường đến đường bờ biển đi. Anh cắm gì đây? Cắm được không? Cái này kia một đôi mà, hai cây mà. Anh phải lấy cây nguyên chứ. Anh lấy cái cây nguyên chứ anh đừng chặt. Anh chặt nó thì chặt hơn á. Cái này chặt một ra thành đôi mà. Nguyên mà. Đây không đâu, phải nguyên đâu. Em thấy đâu, cái này chặt làm hai rồi. Thế à? Thằng nào chặt làm đôi cái này đấy? Em ấy.
Anh bê bê gỗ nhanh nhanh lên đi nha, trời tối nay mới được ăn cơm đấy, không cho nhịn đói ấy. Mẹ. Có làm thì mới cứ ăn. Vớ vẩn. Đi còn mẹ. À, con gì đấy? Quạ kêu à? Giật mình. Hết à, cả con hồn. mẹ này. Nó nghĩ này ra thì mẹ đúng là phải 8 thằng chơi nó mới ấy nhỉ. Cú Rồi, đông đông chơi say nó nhanh. Lấy đéo ra thì tầm 3-4 người là kịch rồi. Ồ, bọn quái trong này nó bơi bơi xong quay được không nhỉ? Không không, nó rơi nước rồi nó chết, không biết bơi đâu. Ok. Cứ chặn đến chỗ mép Khi mép nào đá mà được. đánh nhau ấy, mình đứng ở chỗ mép đá nó nhảy vô người mình né phát rồi rơi xong nó chết luôn. Thấy lọt chung xuống mùi dưới rồi. Vừa nói xong. Ê, rớt miếng gỗ rồi nó. Bơi ra nhặt được rồi. Nhặt rồi, nó quăng mất tiêu rồi. Là đều 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 khít rồi em ạ. Được không anh? Tới chỗ đã hết chưa? Nó không khít được nữa rồi. Ồ, nói là không được. Thôi kệ vậy. À vẫn cắm được. Đưa đưa. Ném đất Cắm đâu này. anh? Ấn G đi, ném đất này. Em. Thằng kia sao chạy chậm đấy, sắm chớp à? Có mà vẫn phải một cục nữa à? Mẹ thế này bọn nó lọt được vào không nhỉ? Xong rồi tí mình vót mấy cái trông anh. Dùng cái stick vót mấy cái trông xung quanh nữa. Mẹ chúng lao cái đấy là gãy chân gãy tay luôn. Bọn nó có mạnh lên theo từng thời gian điểm không? Theo thời gian không? Càng ngày đấy nó càng có những con to đùng đến. Cái tường này liệu đấy biết có chống được không? Em nghĩ tới đây là hết Rồi. à? Ừ, vẫn được kìa. Đấy. Anh có trông Rồi. thẳng không đấy? Anh trông Thẳng thẳng gì vậy? thẳng tăm Thẳng gì? tắp đi 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 Đồng Thẳng lắm anh ạ. Đồng lắm. Không, một thằng đéo nào ấy chứ, tao thẳng mà. Thằng Trung đúng không? Đồng. Thẳng thế, anh phải trông Ấy. thẳng đấy. Chỉ nữa có một cái cây ngang nữa mà. Có một cây ngang ngang ở đây nữa mà. Ơi quá này. Thằng Trung. Đâu, em trồng mấy cái cây sau anh nè. Nhìn nó có cái đường thẳng Đó là nối ta với nhau làm thẳng á, trông như kiểu ấy luôn ý. Thằng Trung rồi đã biết xây. Ây da, đừng anh. Chết em. Đâu mày thử ấy cái cửa và nắm vào thằng nào. Nắm vào cái gì? Nắm bên trong đúng không? Nhưng nếu mà thẳng tắp đi thì anh sẽ có một cây gỗ tác ngang cái chỗ đống này nữa. Thế à? Ờ, Bây giờ có nhổ ra anh được không? nhổ được, anh ấn giữ C nhổ được. Anh thấy chưa, anh ấn vào cái quyển sổ ấy. Thằng Nó hướng Trung dẫn buồn. mà. Đấy, em nhổ là hết rồi đấy. Để in ta xây chỗ này cho. Ê Đấy, đứng ở đây. Hôm nay đang làm gì đấy? Hôm nay đi làm việc, tối không có đồ ăn nữa nha. Đúng là cũng chỉ có Đứng một đây. số việc làm một mình nó mới Ông ra nhanh nhặt được. gỗ đi. Ông ra nhặt gỗ mà tôi chặt một đống gỗ kìa. Ở thằng Ông kia nghĩ sao nó nghe để làm gì? Nó thằng mệt. kia nó không làm à? Nó mệt.
Mẹ đúng là chỉ có một số việc là làm một mình nó mới nhanh được. Xây không biết xây, cứ đứng lè vè ở đấy nhặt gỗ đi. Tôi thợ phụ mà. Ở đây kiểm lâm nó có bắt ông không? Không biết rồi. Phải hỏi môi trường quá mà. Ơ à, cái miếng gỗ này ta không nhận được. Cắm xuống cái nút gì? Anh nhìn xuống dưới đất xong rồi anh ấn chuột phải nó sẽ đổi nó đổi cách cắm xuống ấy, cắm hoặc là dàn ngang. Nhanh lên không mà yêu quái nó đến đấy. Nãy giờ chưa xây được xong cái hàng rào. Ôi dạ. Gì đấy? Ông bị gì à? Cứ ném một người tôi mẹ sắp chết rồi ấy. Vẫn tin tâm, vẫn tin đây mà. Có. Ôi giời, chân thật thế. Người không biết không có tội nhau. Nào lại nữa. Tôi có ném đâu. Sau xây nhà trên vách đá, quái khỏi phá, con to không lên được thế à? Chỗ nào? Mấy cái cây mình chặt này rồi sau này nó có mọc lên lại không? Không. Vẫn gì luôn à? Tao tưởng còn giữ gốc của nó sẽ mọc lên. Em không biết được. Em chưa thấy, em chặt cây, em chưa thấy gần mọc lại. Bên kia có một con hươu kìa. Tỏ ăn thịt hươu không? Khi chuẩn giáo vào đầu phát là chết đó. Thế này nó có vào được không nhỉ? Đêm thì mấy nó sẽ vào. Ơi, mấy con khỉ. Thứ 2, thứ 3 là bắt đầu nó tới đấy. Có mấy con khỉ kìa ông ơi. Tình cái thương nữa là nó nó xuống nước rồi. Chết luôn đấy. Nó không biết bơi à? Bây giờ sẽ xuống lấy thịt nữa. Xuống vác lên. Để tôi xuống vác lên. Để tối để dành ăn cái gì nè. Đỡ phải đi săn thịt. Đẩy nó vào bơi. Ông bơi đẩy nó vào bờ ấy. Bơi đẩy được ấy. Đâu? Sao tao không thấy nó có cái hàng ngang để... Đấy. Mình chốt hay đi. Chốt nhọn hay đi. Chốt nhọn hết à? Bước đấy là bước cuối cùng. Ừ,
Thế để xây xong cái cổng đã. Chết rồi, đói rồi. Ăn đi. Làm cái giá để treo ấy, đỡ phải nướng mà thịt nó không hỏng rồi. Đói lại thiếu ngủ rồi. Mệt thế, đẩy con này vô, chậm á. Sao không dính nó vào đây được? Chắc nghĩ là làm cái campfire cũng thiệt không ạ? Đây thì tôi làm cái giá treo. Chỗ này đủ cho chúng mày ở chưa? Chưa ra là được chưa nhỉ? Đỡ đi anh. Anh treo thịt vào đây này. Đây toàn gỗ nửa đấy. Ê, cái gì thì mang gỗ về. Gỗ rồi đấy. C tháo cây nằm ngang ra như nào? Anh đứng sát cái cây cửa gỗ cần tháo á, nhấn C. Tao cần tháo đâu, tao đang bảo là bên kia mà. Bốn gỗ với cái đấy. Có người chặt, có người bê mà to thì thế thôi. Mệt nghỉ luôn. Tao nghĩ thế này thôi. To đéo, to lắm. Đấy. Thằng kẹp mình vậy. Em tưởng anh bo sang bên kia, bo sang bên này. Ừ. Bo đi. Cái gì mà nó vướng cái gốc cây này con xong nhỉ? Anh chặt gốc cây được mà. Ờ. Có quái đến nè này. Chúng treo thịt người chân người lên đi. Ồ, ông làm chưa? Làm rồi đấy, tôi làm cái treo đấy. Ok. Treo lên đi cho nó róc máu rồi nhanh chị. Ok, ok. Mà bữa đi về khám phá núi tuyết kìa. Thằng nào vót nhọn đi. Sao tăng vót nhọn rồi nhỉ? Không chốt nhọn được anh. Quái đến này, quái đến này này. Đâu đây là cái hàng rào chứ còn chỗ bọn tôi ở. Nó bé rồi. Biết tôi đi lấy gì được không? Quái đến này, giết nó. Bắn tên gì hụt thế? Tên là Sida vãi.
Làm gì đây? Cái này đều bị cao quá đứng không tới. Sao cái này của mình là bị chặt ngang nhỉ? Chặt lại mấy cái chân nó bay đâu mục tiêu rồi. Kiểu bị thấp quá hay sao ấy? Cái cổng lắm nhỉ? Cổng là... Ui! Cứu anh! Anh bị con người khỉ nó bóp chim rồi. Giết nó anh ơi! Cứu 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 cứu. Đâu làm nhiều con nào đâu. Có con người khỉ ở đấy mẹ. Nó mới chạy ra sau này, nó mới chạy ra sau này. Trông thế mẹ. Chém hoài không chết đấy. Chết rồi, chết rồi. Cái chân văng đi mất tiêu rồi. Thì đến chín chưa? Đây này, nó đây này, không nào nhìn thấy ạ? À? Mới treo vậy nè. Thằng này, thằng này. Đâu ấy mà. Tầm bếp. À, đâu quá. Nó chạy rồi nè. Chết chặt hết tay chân rồi, còn đúng cái nửa người. Trông kinh nếu chịu được. Mấy cái tay bay nó tiêu hết rồi. Đoạn cọc chắc là phải phải dựng ngang rồi anh. Có chưa cho cậu ấy phải dựng như này á. Quá càng ngày càng đông rồi. Quá càng ngày càng đông nhá. Sao mày nhìn thấy? Nè, nó cười sát bên em nè. Mà sao không xây cái... Tới nè, tới nè, tới nè. Nhanh em ơi, bo bo nhà lại. Tối mẹ rồi. Chứ con nhỏ nào nó chạy tới kìa. Ấn nút gì để đổi vị trí xây nhỉ? Ấn chuột phải kìa. Anh nhìn thấy rất là ấn chuột phải. Đừng giết nó nhá, đừng giết nó. Chặt cái cửa đúng không? Okay.
tối rồi em ơi. Ai vào đây? Ai đây? Cái room này có 4 người vào, 5 người vào đây rồi anh. Bò đi, bò đi, bò đi. Tên gì đây? Mít bé đấy. Mít đen bé á? Ừ. Gì đấy? Anh bị vợ cấm hết lương á? Ừ, bình thường mà em. Anh rồi cứ. Đi ngủ rồi, chị Trung rồi, chị Trung rồi. Mời đi. Chị ngủ anh ơi, kệ nó sướng mời anh ơi. Về đang tối. Xếp phát đã. Rồi cũng bị vợ giữ lương thôi. tình chén chung mà Có thể cứ ngủ thế này là bọn nó không vào được à? Vâng. Thế thì không, đêm cứ ngủ mẹ đi vì sợ bọn nó đến nhà đâu. Ban ngày họ đến mà. Thằng nào phá chỗ này ra đây, sao chỗ này lại hở ra này, thằng nào xây cái gì đây? Nó bị thế đấy, anh phải chèn thêm một cây nữa vào anh. Anh chèn thêm một cây mà. Chèn được đéo đâu. Chứ cây này cây nữa mà anh. Anh lấy cây nguyên ấy. Thằng nào xây cái gì đây đấy? Em á. Cái này là tính năng game anh ạ. Con cặc. Ông lại phét. Đấy, đâu? Tính năng game. Đâu rồi, mời em đi hả? Tao biết mời nhà đâu. Đấy? Đâu? Ta chơi à? Đây rồi. Mai có cuộc xe vào hôm nay. Cái gì phải đến mẹ đấy. Cả một cái mấy tập quần áo mà khôi tập một cái áo của mày thôi. Cửa này không có khóa kia gì à? Không có anh ơi. Ở bên ngoài mình làm cái mấy cái trông bóp nhọn này. Lười lắm rồi. Có ý nữa. Không nên phóng hiệu. Người đàn ông cởi quần áo. Cái gì đi vào ngoài đấy. Lương có 7 triệu mà vợ cấm hết rồi. Chị bạn. Lại phải lụm lại à mọi người. Con game này mình. Ai đói thì chín rồi này, ăn một cái tay phun thực luôn. Đấy. Thế mẹ đóng cửa có hai ba con nó chạy vòng vòng ở ngoài nhà này. Gì? Tự nhiên. Gì đấy? Sao anh không mua thêm bộ máy tính nữa cho vợ chơi? Vợ chưa chơi game đâu. Đừng anh ạ, mẹ sai lầm. Nói ít thôi. Liên quan gì mà nói. Vào. Người thương rừng hoa người rừng à? Không mày. Bây giờ là mày muốn gì? Mày muốn chết à? Ok, nó vào tận trong bay kìa.
Ôi dạ. Còn con nữa anh ơi. Nó leo ra được à? Nó đi cửa vào ấy. Cửa mở cái này. Phải thì đi. Đây là người của em. Như thế gọi là gì nhỉ? Tung đồ tể. Đồ tể, ờ đúng rồi. Còn không anh thấy con quái. Mọi người đang đâu ấy mọi người? Mở map lên. Trên map ấy. Đi xa vậy. Phép nó ra ngồi mà chặt. Cái thịt em ơi. Chặt đi mà lấy thịt mà ăn. Xa thế cho anh người. Anh đang dạy con thạch quả. Ừ. Con game này đi vào hầm ghê lắm anh. Biết rồi. Mà sao mọi người đi xa thế? Thế luôn ấy. Xa ấy, chỗ ở đây còn có mấy thằng thổ dân nữa. Thôi xong. Chạy đi. Kiểu ấy. Mày có đang nó đuổi em đây này. Chạy đi, chạy đi. Mình vừa rơi xuống đường xong, vừa mới hết máu. Cả đàn nó đã đến rồi. Mọi người lấy súng cho mọi người. Mọi người đang đi hầm hay là đi đâu ấy? Xây nhà. Xây nhà. Không đồ tể đâu rồi, ra sẻ thịt đi chung. Còn con ngồi nữa này. Trong này có hai con luôn này. Ở ngoài này có con này. Nó đánh tôi gần chết rồi. Ờ, chết chưa? Giết nó đi, nó sống lại á. Quái, chặt. Đúng một chân. Con thử dân có biết bơi không mọi người? Mấy công việc máu me này mọi người tránh ra nào. mọi người mấy thằng thổ dân có biết bơi không? Không. Hay quá. Cái nhà đi anh. Cái nhà, đi mua đi. Đi mua đi. Đi mua đi xong để em lấy gỗ cho. Ui à. Đừng xây nhà sẵn, xây nhà sẵn nó bé lắm, bé tí luôn ý. Ừ.
Ông ơi, trong này còn hai cái xác người, vào xẻ đi lấy thịt ăn đây. Đây, tôi đang vét ra ngoài này. Ăn thịt người không gây hoang mang hả mọi người? Không. Cứ ăn thịt người vào xong nó nháo như chơi đồ. Tôi có phải gây theo đâu. Nghe tiếng nói kìa. Thì game này nó còn như thế này nhá. Là xuống đây cái chéo này đúng không? Nhìn này. Nó chéo này đúng không? Anh nhìn về. Thấy không? Thấy không? Nó sai cái này. Cái cây này anh chọc kỹ cho cái cây một nửa à? Tao biết đâu đấy. Cây này bị chọc bị một nửa rồi. Chọc cái cây một nửa đi á. Anh cứu cho em vậy. Dạ. Sao đây? Sao đây? Nó ngồi đời, nó ngồi rào này. Nó mẹ gì vậy? Nó đâu rồi? Đứng lại nào, đứng lại. Nó chạy rồi. Anh thấy cây nào nó bị mất một nửa chặt, một nửa đậm ấy là cây bị chặt rồi thì đừng dùng anh ơi. Mình nhiều thế, đừng chặt nữa. Không nhận được cái gì trong này. Ủa thật kèm pin đủ à? Thế nào đi, chặt sửa tích đi. Ừ, em về đây em ép kè 5 phút nha. Tao ngồi đây.
xây xong rồi nó đập một phát vỡ thì gì. Cảm giác bọn nó không vào được nữa rồi nhỉ. Vào rồi. Nó vào rồi, có thằng dân đến rồi này. Không còn là bọn người dân nữa. Ê! Cứu! Cái cửa không phá, không khóa được à? Mày bọn này cứ tự do đi vào. Em đang ấy để làm cái bẫy. Hai bọn thổ dân này. Hay là cửa ra vào kiểu khác, bịt cửa lại anh. Anh biết đâu được, anh bảo mày chơi này, mày bảo anh chơi. Đâu rồi? Bảo nó đi đảo vào cái khác. Sao thằng hướng dân vào được chỗ này nhỉ? Anh đi, nó đi vào cửa anh. Cửa khóa đâu, cửa không khóa. Ui. Nó xiên anh chết luôn. Khỏe mà. Đây là mấy con nhỏ đấy. Cái giá để mà làm cái treo thịt ở đâu mọi người? B. B xong X. B xong X. Sao nó là cái nào? Sao là mục nào? Cứ tìm đi. Phải làm như này à? Làm như này à? Trông nha anh. Đắm vào đây phát chết rồi, phát gãy chân luôn. Tao nghi thằng Trung dẫm vào đó. No, em bad. Em bad. Đừng có đi vào đấy nhá, mất máu đấy. Em mới vào mới nghe anh nghi cái gì anh? Anh định nói xấu em vậy đây. Nhưng cái này phải sửa. Cái gì? Nó đâm vào 2-3 phát là mất thì mình để làm cái mới mà. Hả? Đấy không kể. Kể để đâu? Kể đâu? Cái bẫy hình như là không. Kể đâu? Để đặt cái bẫy xung quanh đó. Không có biết. Không biết. Đâu ở đâu? Đâu? Ai mà xem cái này. Có đâu, có đâu. Ăn mà bẻ lên. Ok, cái giá để cái xương đâu mọi người nhỉ? Tìm một trong cái phần lúc đấy vào đấy. Thank you.
kiếm gỗ đi các em về. Kiếm gỗ à? Anh còn hai cây gỗ dư nào đấy không? Không. Bảo thằng kia chặt đi. Đây để em. Ơ. Em vào lấy gỗ này. Hết mẹ sở tích rồi. Mày lấy đâu ra gỗ đấy? Tính năng game anh. Mày hack à? Không hack. Nó là một cái lỗ bung. Nghi lắm. Nghi lắm. Thế luôn. Mẹ đẻo à? Mẹ đẻo à? Không, anh đâu, ngày trước nha. Em bảo ngày trước nha, em không phải là một con người kiểu chơi kiểu... Nghi mồm. Cái gì gọi là cái gì? Tà Khánh. Tà đạo. Không phải là một con người tà đạo đâu anh. Xong chơi với Khánh game gì em cũng phải chơi tà đạo anh ạ. Tưởng thế nào? Thế. Nếu là một con người vậy không ấy thì kể cả vậy có ở biết không có xe nào. Bây giờ không chơi nha, xong rồi suốt ngày rủ gì tay bảo em chơi đi, em chơi đi thì liệu anh có chơi không? Không xấu đâu. Cái này không phải là hack đâu. Đấy là do mình thôi. Thôi. Đây là tính năng của game. Tính năng của game. Im mồm. Không hack mà lại điên à, game này có hack không? Thế ai bảo hack nhở? Ai nào đi nào? Mẹ thằng Kevin này đi nhặt mấy cái stick mà lâu thế biết. Tính năng là hay đấy nè. Ơi chết rồi. Cái này chủ hot thì không làm được đâu. Cấu mới mọi người ơi. Biết chết trước cửa nhà rồi. Chắc mấy nữa bảo tôi ra phía lại. Cứu nó đi kìa. Cứu ai? Đấy, thằng Trung rồi. Cứu. Sao có mày cứu vậy? Chết trước cửa nhà rồi. Thôi từ từ đủ rồi mày. Somebody. Ông ba vào cái ấy đúng không? Ba vào cái ấy đúng không? Cái bẫy. Cái bẫy ác thế. Cái xác ai này? Đấy, tao bảo thằng Trung kiểu gì cũng rơi dẫm vào một cái bẫy đấy mà lại. Nó còn mấy cái bẫy sập nữa, cái mấy cái bẫy sập thì ngon hơn. Mà không có thêm đây đang xây đây. Xây một tầng thôi nhỉ? Một tầng có ai có anh? 20 tầng. 2 tầng đi. Thằng nào tao thấy lắm gỗ trong nhà đấy, hóa ra là tính năng game. Tính năng của game này anh. Ở chỗ này ít heal nhở? Người đây. Bắt thằng này đi, bắt heal kiểu gì? Bắt thằng này đi, bắt thằng kiểu gì? Đi cho nó đi ấy. Đi cho nó đi nhặt stick. Take a beat. Để cho nó đi nhặt stick. Follow me. Ai tìm. Đâu có thấy đâu. Để cho nó đi nhặt stick. Đang thiếu stick à. Anh ra mà bảo nó đi nhặt stick. Thì nó đang nhặt đứa nào mẹ vào đây. Anh bảo nó đi đi. Anh bảo nó đi đi, em không biết làm đâu. Bắt, bảo nó đi bắt cá đi. Cá làm gì? Ra tính năng game với tên em ơi. Nên game anh, đợi em tí. Tính năng game. Anh không để chừa lại cho em cây gỗ nào à? Tao biết đâu đấy, mày cậy một người cái ra. Cậy một cái ra.
Thế thôi mà. Show me your hand. Chung không có việc gì làm mà em. Chung đi không, em... nhặt stick xong rồi làm mấy cái bẫy kia đi. Làm rồi, hết rồi. Stick đâu nữa lắm. Nhặt đi xong rồi nó còn mới có mấy cái bẫy kiểu bẫy dẫm vào nó tự sập ấy. Ông ấn B xong rồi ông ấn X, lý lần X nó sắp đổi sang cái phần bên đấy hả? Tính mốt đấy. X à? Ừ, B X à? Có cần cửa sổ không mày? Có cho thỏa anh đỡ bí. Cửa sổ thì cứ chặt thôi thì. Cửa sổ thì anh chặt thôi. Đừng chặt chỉ khoảng 3 hàng nha, chặt 4 hàng nó lao vào được đấy. Không gia cố được cái tường bên ngoài à? Cái tường bên ngoài theo sách hướng dẫn là còn một cái lớp ở đây nữa mà không hiểu sao mình không đè vào được này. Nó còn một cái hàng ngang chặt nữa. Bẻ đô nó ra không cả cây nguyên ý. Trước mày làm được không? Trước em không à? Thôi tí Khánh mở tính năng game tặng mỗi người một cái súng. Cũng thích đi mà tặng mở súng đi. Cái 1.000 viên đạn thế là đủ rồi. Cướp ra. Đúng rồi. Đây đây. Ai cũng thấy cái của em rồi. Hơi bị ấy. Mấy cái tính năng game này thường cái tính năng kiểu đấy thì chỉ có anh Đạt mới biết thôi. Tao thì biết cái gì đâu. Mấy cái trò này tao không bao giờ tao làm. Ở đây cũng mỗi Hà Đạo thôi ạ. Anh đi chặt gỗ, va gỗ vào đây đi anh. Em đi tìm đồ ăn rồi. Xem không uống được à? Cứ ở đây không uống được. Không uống được, ra uống nước biển đấy. Làm cái thang trong nhà trước mới làm sàn trên. À, cái đấy thì tôi cũng đoán ra. Ồ, chú em ơi, em va mẹ vào cái bẫy của em chết rồi. Ta biết ngay mà. Người tài đạo được sống sảnh thơi à. Ta biết ôi. Ngay mà. Cầu thang chỉ đéo gì bây giờ. Gì vậy? Con gì chạy chạy đây? Cái gì đấy? Vẫn chủ uống hết. Chắc hết. Thôi thôi mày, tao mua cho mày, mày không uống đúng không? Rồi là sao tao không mua cái gì? Tiếp gỗ đi em mày. Gỗ nữa đấy. Gỗ khô ra kia lấy bưởi chị ăn. Đỡ đạm mấy cái này nhé. Vì mẹ, cái gì vậy? Ok. Làm bên ngoài anh bác vào nhé, bên này kẻ bác vào. Anh bác vào em 2 cây ra đây với. Ở đâu? Đi đâu? Anh bác 2 cây ra ngoài cửa đây. À, lại còn để đá đây nữa à? Để làm gì? Tiện cho việc anh à, cần... Cái này là cái chỗ đựng đồ thôi gì? Đồ ấy. Tao vẫn chưa thấy ai đến đánh mình. Mẹ anh ngủ được mấy ngày rồi nhỉ? Mình ngủ được mấy ngày rồi? 3-4 ngày rồi đấy.
Không được. Kia để em để đây để em để luôn. Thiếu một cái nữa. Lấy xương để tí làm bàn ghế. Con này nhìn như kiểu bị khuyết tật đi. Khuyết tật thiếu gì? Bị làm. Người mà như bị khuyết tật thì. Đây gỗ này. Chăm chỉ làm ghế thế là gì nữa? Dạ. Anh giết nó đi anh ơi. Con nào? Đứa nào? À, đâu? Thì kìa. Nó chạy nhanh bỏ mẹ ai bắt được. Mà giết. Đó rồi. À, anh đập vào người em đúng không? Ai đập vào người mày đâu? Anh ý. Anh ý. Em ơi, kể luôn ý. Trung đi đâu rồi? Kiểu gì ạ? Trung ơi. Ông ấy đâm em sắp chết rồi đây này. Vớ vẩn. Em lên truy lên check. Ơi, con vẫn không con. Mày xây kiểu gì mà nó vẫn thấy nó vẫn vào được đấy. Nó chui vào cửa ấy. Anh chưa xây hết mà. Hết stick, để xây hết xong đâu. Nãy giờ đi nhặt stick quá trời này. Hai thằng Kevin đi nhặt stick ấy. Có nhà một đồng nó để ở sẵn kia kìa. Ôi sao làm gỗ này. Cái gì đấy rồi. Đừng cầm vũ khí nhiều nó sợ đấy. Chắc chưa thuần nhỉ. Chưa nói chuyện với nó. Nó sợ. Chúng bê gỗ vào cho anh đạt. Ơ cái gì đấy? Đây nhà nó dí kem gần chết rồi anh ơi. Cậu em anh ơi. Bây giờ làm cái cầu thang cửa đéo gì? Anh làm cái đường dốc chưa? Dốc rồi. Để dốc như này. Có thể dốc như này cũng được rồi. Anh thể thêm một hàng. Phải hàng nữa bên này à? Vâng. À đó, đơn giản thôi. Hai cây kéo xuống chỗ này rồi đó. Nó không xây cầu thang sát tường được à? Hơi hẹp đi. Sát tường anh. Sát cũng được. Sát kiểu gì? Mày làm đi. Không sợ sát kiểu đấy. Sát thấy đi mẹ ra ngoài à? Như này. Thế phải xây lùi lại ô nữa vì game nó không thế này. Xây dựng bên này đi anh. Xây dựng ở giữa mẹ nhà này. Thế này đi lối này lên được này. Đấy, đi cửa này lên vậy. Đi bên kia đi anh, đi bên này cho nó.
anh ơi, rồi anh nhìn đây đúng không? Anh Nó ấn tự chuột tách ra phải, thì anh ấn chuột phải. Không phải, kiểu này không được, nó có một kiểu khác nữa. Đấy, chuột phải, chuột phải, chuột phải. chưa phải rồi. Chuột phải một lần thôi là được, anh thấy mũi tên nó đi dọc xuống là được. Nó chưa dọc, nó ngang ngang. Bây giờ thì nó đổi thành ngang rồi, được rồi. Anh chỉ cần đổi một lần là được mà. Tiếp tục tính đăng game đi em. Để em làm cái chỗ ngủ ấy. Nhưng mà bọn anh không không tính năng game làm nhiều tích cả. Có cái cục kích thì biết mua cái đấy thôi. Mua cái chuyện thôi. Có cái nít à? Cái giường đâu nhỉ? Đi chặt từng cái giường. Giờ nó làm dưới gầm thang nhá. Sáng đi xong rồi cái này cần giải phải làm đêm nhỉ, anh tính làm thâu đêm á, ý là cần đi phải làm có đêm ngủ mẹ qua đêm mà xong, ngủ qua đêm mà xong không ngủ à mọi người, ngủ đây cho sáng chẳng nhìn thấy cái mẹ này đang đói à, tí rồi đi ăn đi. Anh đi qua đèn xin đâu. Rồi. Ngủ đi, hai em ngủ lại. Đi đường bên kia kìa. Ta chết đói rồi. Đi uống nước rồi. Đâu mọi người ơi? Chỗ này có uống nước được đâu. Đúng rồi này. Uống nước dùng tập. Chỗ nào? Này uống nước đây này. Chỗ nào nhỉ? Em không uống nước ở đấy được. Bỏ cái giáo ra. Thịt ăn được chưa các em mè? À, được rồi anh ơi. Hôm nay nhân vật của cái anh nó có điểm sao khuyết tật. Nó bị khuyết tật mà là tôi bảo. Cái gì thế? Kiểu tay em muốn đi xem đi. Mẹ đi. Biến mẹ đi. Bao nhiêu công sức người ta đi đi chặt từng cái con đi 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 bắt từng con rùa về mang thức ăn về cho con chê người ta khuyết tật. Biết hiểu kiểu gì. Sai thì Kevin nó bắt cho một lúc thì để tuyệt chủng cá luôn. Anh sai thằng Kevin đi bắt cá ấy. Nó còn chỗ để stick rồi nên là không đi nhặt stick đâu. Đã hết đầu chưa full. Mẹ em sao cái hết. Này chính ra tốn đồ phết nhỉ. Tốn mà anh. Nếu mà không có không cái tính năng như này thì chặt để phết đấy. À, cái con nó tự chết trước cửa nhà này. Thì nó đâm vào cái bẫy đấy, à nó đâm vào cái bẫy đấy. Đánh đánh đồ tệ cho thịt. Đi. Thôi thịt cảnh nó đi lấy rồi, cái đấy ông đốt đi là mà lấy xương thì chế giáp chú ạ. Ông xương quá trời kìa. Làm cái để nhiều lắm, một người có 12 cái mảnh giáp lên cơ mà. 6 mảnh xương mới được một cái giáp. Xương để làm giáp á? Đây, đang lấy xương đấy. Vẫn đang làm lấy xương à? Tao vẫn chưa thấy có sự nguy hiểm ở đây. Anh vào trong hầm đi, mấy con đấy ghê vãi. Đi sắp xong ở nhà rồi. Cần chắc còn lâu mới xong. Chắc cần đéo ở mái nhỉ.
Anh lập máy bằng thôi. Ừ, mà cần giáo máy. Thế này thôi. Đấy, xong rồi mẹ mưa thì chui mẹ xuống dưới mà ngủ. Mình trời nó thoáng mát rồi nè. Mà tạm bỡ. Đi lấy cái bình lạnh không anh? Có. Có, anh ấy có biết chê cái gì đâu. Công trình kiểu này trễ tiến độ rồi nhưng anh em cho anh mấy 2 ngày mà anh làm 3 ngày chưa xong cái nhà. Tao làm bữa mặt ra mày làm gì đâu. Em là chủ thầu mà. Chủ thầu đưa tiền đây. Tiền không đưa mày tiến độ. Mực thư này là free mà. Chưa thấy yêu quái đâu rồi. Con này nó lượm cái gì về này? Nó cho cái nha đam. Hôm nay có phải anh chọn mức khó nhất không hả anh Đạt? Hát đây. Hát có phải là khó nhất không? Hát là khó nhất. Em chơi normal mà sao nó đến đến nhà em nhiều thế nhỉ? Sống bẩn quá nó thế. Sống tính. Đúng đúng. Chơi game gì cũng tà. Tà đạo thì chả thế. Đây, người ta mẹ toàn những game thủ chân chính. Đúng rồi. Dừng lại đi con. Bớt bớt cái mồm lại, không biết đến nào anh ơi, anh tải cho em đi. Tải cái gì? Anh chỉ em với ơi. Chào bao giờ. Mình tính nghĩ chắc được rồi mọi người đấy. Tao chả thấy có nhiều quá đâu. Thế nãy giờ mới chỉ thấy mọi người thổ bồng. Ừ, mấy thằng vớ vẩn đi. Bồng là grab mà. À, nó nghe danh anh mày đến đây là nó chạy hết rồi. Nghe danh anh gì? Lúc đầu vô có hai con mà đã tướng quân mà không dám ra đánh. Tướng quân đéo, tướng quân là chỉ đứng ngoài. Ai bảo chúng mày tướng quân là phải ra trận đánh. Tướng quân là phải ra trận đánh lấy sĩ khí cho anh em rồi chứ. Tướng quân chỉ đứng đấy gọi là động viên thôi. Anh xây thiếu một cái bọc này. Mày làm đi, tao không biết đập vào cái tưởng gì. Có một miếng thừa đấy. Mà xây cái bếp thế này đéo thằng nào đến đi. Với anh dôm vai đến đi. Nhận được. Hôm nay xây chơi này và anh không muốn nó đến luôn ý. Ờ. Vip Pro. Cái tay một cái ánh vậy đúng kiểu cái tay em múa cho mẹ xem luôn ý. Áo thật đấy. Một thằng cuối đã có là ok. Tao nghĩ nhà này thế là được rồi đấy, không cần phải lấy cốt đâu em ạ.
Ok anh. Bây giờ tao phải làm gì? Chơi cái nhà xong đéo thằng yêu quá đến. Một đống gỗ ở dưới này nè anh, kiếm cái gì đó làm đi. Thằng này tao bịt nốt mấy cái chỗ này vào. Đây mình cái chỗ để đồ anh. Mẹ chính ra xây một cái nhà mà phun gỗ tốn nhỉ. Đi xuống mày bắn đây. Thằng nào bắn súng đấy? Đạn đây không có đâu mà còn. Đúng rồi. Bắn chỉ thiên à. Anh tôi là tổng soái đứng đầu là chính, đúng rồi. Thằng Trung Bùi là cái thằng lính ra trận. Nó phải ra cái gì đấy. Tướng ra trận để mà loạn à. Tướng ra trận thì tăng sĩ khí cho anh. Chỉ ra trận gọi là đứng dưới ấy thôi, chỉ đạo thôi. Thì chết thì ai chỉ đạo. Tên năng hóa. Hai phải cây của em đi rồi. Ôi anh sợ thì anh nói đi. Sợ. Anh đi đi vào hang đi. Gì. Đi. Tìm tiếp không đi vào hang đi. Tao thấy xây cái nhà thôi, xong rồi tao tập trắng ra đến. Mấy cái stick này đã. Khổ thế nhở. Nhưng mà em không có thuốc. Xây thêm thang lên tầng 2, lên tầng 3 tiếp à? Cùng mẹ nó yên bình vãi lìn. Hiểu sao hôm nay chơi với anh yên bình nếu chịu được ấy. Nó sợ anh. Nhà không có cửa à anh? Cần đéo cửa, đi thế này thôi, cửa ngoài rồi mà. Ô, con này nó chui vào trong này. Sao thằng Kevin đi nhặt ít cá đi Khánh ở hết mẹ đồ à? Sao? Nãy lướt qua tưởng kênh trực tiếp game. Nhưng mà lúc nghe đã mình. Sao ta tưởng sao nhiều đứa cứ bảo mình giống giọng của Dũng Sư Tế nhỉ? Cứ chả giống đéo gì. Có giống đâu. Ừ. Ừ, cái giống quá đâu. Thử cười. Ờ, cười hơi giống thật. Giống con cạc. Đúng là cái nụ cười đa tiền thôi. Đê tiện thật đấy. Đâu? Bây giờ đem cái bầu kiểu gì đấy nha. Vào hang nào. Chứ anh thấy bây giờ là hơi yên bình. Đưa trồng cây đây. Anh đã trồng rồi. Bây giờ mình đi hang này lúc mình game đi hang nào cũng trồng cây. Nó tiếng sủa kìa đây. Game nào em trồng cây thì em cũng trồng hết. Cái trường của đông nghiệp. Đấy, em sẽ trồng cây blueberry ở đây. Nhưng mà ai nhổ cây của em ở giữa rồi. Đi vào cái hang đầu tiên không anh? Trụ tầng 1 phá được à? Tôi chắc chỉ xây thế thôi, xây đéo được lắm. Hết thịt rồi này. Hết thịt rồi. Đằng sau kìa, đằng sau kìa. Bạn mày. Kevin đi hái ấy mà không... Thế tại mình chưa đánh cái làng nào, nó chưa đến nhở? Phải đánh làng à? Cây thú trúc quá thì nó mới đến chứ. Làng nó ở đâu? Đi lang thang trong rừng rồi em không biết được, làng nó nhiều mà giải rác nhiều lắm. Đi dần đến cái hang đầu tiên này đi. Cái hang lấy cái bình lặn đi. Cứ đi dọc đường ấy. Đi dọc đường, hang, đi đường làng đâu. Cái hang bình lặn là đây, đi thẳng hướng này. Đây. Tôi anh uống nước. Mang nước đi, mang thức ăn đi. Vào đấy. Chơi hát nó cụp nhanh á. Cái giá đấy bỏ ra kiểu gì? Gờ. Húp 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 cái đéo gì mà húp. Lấy cái gì để hứng nước đây? Có cái bình đấy nhưng mà mày không nhặt à? Cái bình lấy ở trong kia lấy chưa? Lấy rồi. Thì bây giờ bỏ ra hứng nước đi. Equip vào người. Cầm sử dụng đi. Sao phần 2 không xây được tường bằng đá nhỉ? Chịu cầm nhận. Sao đi, có chung kìa chưa? Đi rồi. Mang thịt đi nha. Thịt để mang ấy. Cái bình đó đâu nha?
Mình gì? Không thấy cái bình luôn à? Ba lô á? Nãy lấy chưa? Nãy lấy rồi. Góc dưới bên trái. Thì bình trắng trắng. Tao có mình lon nước ngọt này. Energy drink. Thịt gói. Để đi trong hàng mà không có thì mình pin này, đạn này. Anh có 3 viên đạn, đạn 9 mm, pháo sáng. Một hộp là bao nhiêu viên? Anh có 9 viên thôi. Một hộp là 1 viên. Một đống 30 đô tiền mặt. Tí bo cho con anh. Anh biết cái chỗ này tiền nó không còn là quan trọng không? Tiền nhưng mà chỉ để đốt thôi. Giữ lấy, về nhà mà tiêu. À, cái tay bị gì này? Tay mà bị khuyết tật rồi. Đi. Đâu? Cái thì được đi. Nói cho anh biết. Đâu rồi, anh đâu rồi? Anh! Đừng ngại để nói chuyện á. Nói chuyện đéo rồi. Cho mày như con khuyết tật ấy, thề. Đó, phải làm gì gọi đúng người nghe ơi. Đâu? Ăn phim cười, ăn phim cười. Cái livestream này em nói cho anh biết là 100 suất. Thành phật game. Anh tặng game cho mọi người ấy. Ui giời ơi. Ôi, bọn nó kìa. Đúng rồi, cái này mới. Thằng to kìa. Thứ em một nó là rồi. Trung Bùi. Với mọi người. Xong vào đi. Mà anh nói gì? Ôi trời ơi, Trung Bùi. Dạ. Âu, đứa nào bắn em ấy? Nhờ ai bắn em? Thế sao em bị dính đạn ạ? À? Đang bắn nó mà. Anh bên đạn đó, chết rồi. Đông quá. Đến gần mà bắn ạ. À. Bắn xa bắn hết cả bộ, chết đây có máu rồi. Ôi, nó chết rồi này. Chết con mẹ đi nè, láo. Đánh cái này sao dễ kìa. Sao kìa. Ây da, chết rồi. Ui. Trung mẹ yếu đấy. Hết máu mà. Đấy, con kia nó đẹp phải hết máu luôn. Đấy, đầy máu lên đấy. Có cả đạn nữa mọi người. Nhiều. Ui nhẹ. Tiền xu cho mày đèn đéo đi. Có thịt này. Thịt này mà không, thịt này không lấy được. Ồ, có thịt à, thịt. Thịt này để chừng hơn ạ. À. Ơ, đằng sau anh kìa anh. Đây này, nó này, anh chín nó đi. Nó gọi đi, chạy nó rồi. Gọi, báo tin đấy. Nó đi rồi, nó gọi người đấy. Rồi xong. Tao phi giá mất mẹ giá rồi. Tao phi giá nó cắm vào người nó, xong rồi nó chạy mất thì làm sao. Thì mất luôn chứ sao anh. Mất rồi. Di chuyển đi. Từ tao chế cái giáo đã. Thiếu ấy rồi. Xong chưa, xong chưa. Tăng máu chỉ duy nhất là đi. Uống thuốc thôi đúng không? Đúng không? Đúng rồi, mới lại chế đồ bằng người này. Đâu, đi ra chỗ bình oxy đi. Rồi đi rồi, để nó kéo về đây. Kìa, nó kéo người tới kìa. Thôi đi thôi, kéo gì. Đợi anh làm cái giáo phát. Nào đừng chọt chọt chúng tôi nha. Đang đi kiếm thịt đấy.
tiền xu chế bom à, để nó ném nó nổ nó văng ra. Đúng không? Ta thừa ấy. Nó sẽ nằm ở đây này. Anh ơi. Anh ơi, anh nằm ở đây này. Đó, đây về hang này. Một à chết đây này. Nha. Cái hang này là cái lối ra, không phải lối vào. Thằng này không chạy xe tử à? Đi đi tiếp đi, đi tiếp đi. Cái game này có cái nút tự follow thì follow cái gì? Follow theo người bạn chơi để đỡ phải ở đi theo cùng. Để mang bóng nhà phát hành game họ làm ra cái đấy. Tính mà... đánh giá vừa sao bởi vì không có tính năng đấy. Tao thấy xây cái bếp xong chả thấy quyết cái giáo gì. Xây xong cũng chạy vòng 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 mà. Chắc giáo đã ngủ ở đấy. Bình thường em thấy xây chơi xây nó đến nhiều dã man luôn ấy. À. Xây mẹ cái lều tạm mà xếp. Chẳng thà là bốn người xong rồi cứ đi đi quanh xong rồi vừa lúc đồ vừa đánh nhau còn hơn. Nếu mà muốn xây nhà phải chơi cái Medieval Dynasty ấy, lúc nó có co-op ấy, đó, cái đấy mới chuẩn xây nhà. Đang xây đợi là... ra, đang đợi ra thì em mua đây. Trời, tháng 7 lần. Game gì ra? Ngoài là đầu năm ra mà bây giờ đã thấy ra đâu. Nó ra rồi nhưng nó chưa có tính năng co-op đấy. Trung yếu thế. Đợi khi nào co-op thì mua. Đi cái đường mòn à? Ngã sắp mà lồn đấy. Đi dọc đường biển có lút được đồ chứ. Ai dẫn đường đây? Đi cái đường gì xấu á? Thế coi mấy cái con mạnh nhất mà mấy cái con nhện mà anh em bảo là đâu? Cho anh đi một chỗ đấy chứ nào. Không anh em bảo cứ tỏ tôi sợ. Sợ cái đó. Sức đại tướng quân à? Bây giờ nó không lấy mấy cái đồ này không đi được vào đấy. Đi đi. Đó, chọc này vào được à? Đây à? Vào đi anh. Hai em vừa tránh đi để cái hộp gì mà như kiểu điện hình. Ghê quá. Anh đã tổ chức anh dịch cái này đi nè. Hả? Máu. Cái tờ này nghĩa là gì vậy anh? Để không biết. Anh tắt đèn đi, nhìn nó sáng dễ nhìn hơn đấy. Anh tắt cái bật lửa đi. Tắt đi nào. Lờ. Dễ hơn đúng không? Thôi đi mẹ nhầm. Đâu rồi? Vào sâu bên trong đâu. Cái gì mà cái thuốc trị liệu ở đảo xa ấy. Vị trí hòn đảo chưa được xác định. Luật sư gì đó đang được cử đến hay sao ấy. Đi vào một đi. Cái vaccine gì ở đảo xa đại loại thì đéo biết nữa. Chung vào đi. Đi trước đi. Đâu. Đấy. Sao? Đi vào trước đi. Đi trước đi, tướng quân. Đây, để được đi trước chưa? Đéo chuyện tướng quân đi trước. Thế nhé. Cúi đi, đi okay. Cúi kiểu gì đây? Thằng trồn. Cứ đi. Để đại tướng quân đi trước kìa. Đâu, chúng mày theo tao. Ok. Bao à? Lấy đi anh. Không lấy được. Có gì? Ui, em nghe tiếng. Kìa kìa. Hello.
Đấy, để tôi buông, để tôi buông đâu. Từ từ, để tao ném pháo sáng vào nhá. Vô solo đi. Solo đi là tôi buông thôi. Tao là thằng creep đó mà. Đấy, vô đi, vô đi. Anh vô đi anh. Đánh nghe. Anh đánh đi, anh đánh trước đi. Anh đang soi sáng cho các chú gì nữa. Anh đánh đi. Tại sao anh không đánh để em soi cho. Đây đi anh. Từ đi anh đang rút dao đây. Sao mọi người lùi hết đấy. Sao mọi người rút dao đây. Dính ra đi. Con đười. Con đười, con đột biến này. Con lắm răng này. Đi à. Con này con bồ rồi. Chết rồi, chết rồi. Chà, có đéo gì đáng sợ cả. Con bồ nó nữa anh ơi. Bồ. Không có gì đáng sợ ở đây cả. Bồ này. Xin cho chết luôn. Tiếp đi. Đây còn con nữa này. Cái thằng xin cho nó một cái là nó chết ngay. Nó chọc con lòi mắt luôn. Chọc kiểu này mẹ Quan Vũ cũng nằm ấy chứ. Đi tiếp anh ơi. Ê, một đống xương này. Đấy, chết cái ké này. Có ké này. Mọi người lượm ké. Đi một đường á, đây có hai hướng, đi hướng nào đây? Đi hướng này trước đi anh. Nào. Phải đi, phải đi. Phải đi. Phải. Phải trước đi. Phải luôn. Thằng phải cái kia đi trái. Phải bên em mà. Đằng kia đi một mình đi. Hả? Đi. Ờ đi thẳng, đi thẳng, đi thẳng. Mẹ đi phải. Ôi, có mấy con gì ơi. Cầu. Yếu bóng vía thì đi sau cùng đi. Để cho anh đi trước, anh xử lý vào nó. Gì lát nữa, để anh solo tụi nó nha. Solo đéo rồi. Thì mọi người đứng hết đằng sau xong lấy pháo sáng để cho anh đánh. Đúng rồi, support tinh thần thôi. Chung cũng sợ hôm nào mình chơi ra làm cờ kế. Ê mê. Rú hết này. Ây da, anh đang chọn. Ây da. Ây da, em chết rồi. Bây giờ Trung Bùi đánh nhau còn mở bản đồ nữa gì. Trung quê đâu chịu được. Nó chết rồi. Ây, lại chết rồi. Kệ tội quá không thấy luôn ấy. Cố mạng đi. Tôi lại chết rồi. Cứu đi. Anh kêu trùng mấy thằng nam nhỉ. Bùi đâu rồi? Nó kẹp một phát chết luôn. Mô xe chết à? Chạy rồi. Không có đồ, không có thuốc em mọi người. Không thuốc nào? Có. Đồ ở khánh này. Chính là phải có thuốc mang đi thì mới vào đây. Người không ai có à? Còn một lọ thuốc à? Anh hết rồi. Cái thuốc rồi. Bình thường là đi mấy cái hầm gần nhà nào cũng có thuốc rồi. Đúng không? Đây còn đạn này. Vừa nãy em có được đi hầm nào đâu. Đi đông quá, rút lựu đạn ra ném. Ừ. Có lựu đạn lên nào. Đi đường nào đây? Đi nào vậy? Ở dưới kìa, Đây, đi này đi. Đi trái là ấy thôi. Đi cụt đường anh ơi. Cụt đường rồi. Đi lên trên lại. Lên trên này có đi ra ngoài không ta? Mẹ trò này mà 8 thằng nó sồ dưới này thì mà yêu quá gì nó cũng luộc hết nhỉ.
đông người thì nó tăng số lượng quái lên anh ơi. Có nhạc này, có nhạc này. Tắt nhạc rồi. Không có. Này, ông là thiếu cái lép đi đem về xài. Để có điện. À, cái lép này kiếm bằng cái bo mạch chủ. Ôi, có con này. Có con kìa. Con gì đấy, ghê. Con này là con sơ sinh. Sơ sinh. Quái sơ sinh. Ghê vã. Phải mở cái đấy ra mới ném được. Mở cái nắp ra. Đấy, ném. Nghe tiếng kìa, em nghe tiếng kìa. Nhiều pháo sáng thì cứ ném thôi. Có 9 cái anh ạ. Ừ. Thằng tượng mỏ bị chết đây này. Tùn gần súng gây choáng. À, súng điện à. Qua lại đi ngay, qua lại đứng đứng kia mấy bình oxy. Bình oxy để lặn à? Ờ. Ê, nãy tôi mới lượm được cái bình ga này này. Đấy là bình oxy mà. Cái này nó không cho đuốc nhỉ? Cái đèn lửa này nhìn nó các mắt. Có đuốc mà anh, có đuốc mà. Một stick một vải mà. Như chưa có vải. Có vải mà, vải là cái đỏ đỏ ấy. Cốt tông thì cái gì. Rất cho mình. Giật mình. Em có nghe thấy thằng nào đang cười không? Đấy. Đấy đấy, kiểu kiểu đúng kiểu đấy luôn ý. Bị eo giác đấy. Ở trong tối lâu quá bị eo giác đấy. Bên này nhá. Đèn pin ngon hơn à? Chỉ đèn pin đi. Đèn pin đi nhặt đấy, nhưng không, không biết là nhặt ở đâu ấy. À, mình có pin thay đúng không? Thôi con cá, thôi con xin này. Chỗ này có pháo. Có nhiều quá đây không? Ném bom sáng đi, thằng nào có bom sáng ném một quả đi. Chỗ này tăng nghĩ đánh nhau đấy. Không có. Đi ok đấy. Không đây là lấy mình đấy này. Nặng. Tay chân thì ăn đi chung. Nhặt để dành một hơi. Quá. Con cá mập kìa. Bắn nó đi tí gần nặng xuống. Hay mình nặng cái này này. Đâu cái mập đâu. Đặt được rồi. Ừ, về đi. Con có mọc kìa, bắn nó đi. Ai có súng còn đạn bắn đi. Đây đây đây, chờ tôi. Chết chưa? Tốn đạn đấy. Chết rồi đấy. Lặn xuống, lặn xuống. Lặn như nào là cứ tự lặn xuống rồi à? Nhảy xuống là lặn thôi. Mày có đèn pin không em? Không có. Nhảy xuống là có, nhặt bình lặn chưa? Nhặt rồi. Đi nhảy xuống. Em nhảy xuống rồi. Thì nó có đèn thôi.
Sao em không có nhỉ? Nó có đèn mà. Chết rồi, em sắp chết rồi. Em chưa lấy bình lặn rồi. Chưa lặn lấy rồi. Lấy lại đi. Thôi chết mẹ rồi. Thôi, em đã bỏ mạng ở đấy rồi. Chết rồi. Chết rồi. Anh em ta chết rồi. Chưa lấy bình lặn nào, lấy đi, cái này quan trọng cho cô chuyện game đấy. Lấy bình lặn ở đâu? Đấy đây. Anh đi về trước đây. Chung lấy chưa hả Chung? Mất chết xong rồi mà. Thế thì hai người ở trong đấy đấy, bây giờ đi ra lại chỗ đấy mà lấy đi. Nó ở phía bên kia kìa, chỗ đèn sáng sáng ấy. Người chết là nó hiện lại trong đấy mà. Giờ phải đi nhặt lại cái ba lô à? Ba lô ngay sau đít thế. Đâu làm gì có cái gì. Thì đồ dùng than không? Xây cho anh cái chỗ xếp cái. Nhưng mà quan trọng là cái chỗ để nhặt cái bình đấy ở đâu? Ở cái chỗ vùng là cái chỗ này sáng sáng ấy. Sáng sáng ấy. Nước mà chúng mày bắn cá mập ấy. Đấy, ở đấy mà, tìm quanh thôi. Nãy em đứng ở bên kia, nó ở bên kia ấy. Hiểu kiểu gì. Đi ngược lại, đi ngược lại, đi ngược lại. Em tưởng qua trong này. Đi đường nào nhờ? Ôi, nghỉ đi, anh mình nghỉ đây. Nghỉ đi đấy. Ở vòng 2 cho hai đứa kia nó xếp game đen không là mẹ nó bay hết đấy. Thế đợi cho nó xếp game. Đâu, ở đâu anh? Nó lấy đi ra đây à? Chỗ này là đâu? Phải bao? Đi, đây, đi xuống này. Bắt đi ngủ sớm. Cái chỗ này đâu? Đi xuống như thế này này. Kevin này nó ngủ đây à? Nó ngủ à? Đi theo mình ấy, mình cướp liều chạy nó tối rồi nó ngủ à? Vodka với vải là bom xăng à? Đúng rồi anh. Điện. Bắn kiểu tôn nó lại mà tốn tốn đạn hay tốn pin thì sao đi. Cái gì anh? Đồng hồ điểm gì? Đồng hồ để chế C4. Chế C4 hẹn giờ đấy thì nó cần không chạy phải là hẹn giờ đâu, nó ném và ẩn cái ném ra một lúc sau nó nổ rồi. Một đồng hồ, một dây cuộn dây thiếc, 5 đồng xu, một cái bọc thuốc nổ với lại một cái băng dính qua mặt. Chung bùi ra rồi. Lấy được chưa? Đèn bơi ra đây. Có đèn đồ lâu.
Over here. Tối trời tối quá bơi ngồi biển lạnh quá rồi nè. Rồi, tới nơi rồi. À, xếp đi. Rồi, xếp rồi anh ơi. Ta chờ nha. Ok anh ơi. Xếp có bài. Xếp chứ không phải ngủ đâu. Xếp đấy, xếp đấy. Ok, goodbye. Goodbye.